Hey, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Sao rồi? Nè, có update mới đúng không? Ôi ôi, giới hạn truyền thuyết không có con tướng mới, hơi su nha. Thôi kệ đi, biết sao giờ. Thì bạn biết là dù gì nó cũng là một con 5 tiền thì khi nào có mới chơi được chứ làm sao giờ biết sao giờ. Nhưng mà con đó có vẻ như có vẻ như khá là ok đấy, nhưng mà không biết cái lượng đam, tại vì mình chưa test thử, mình chưa cầm được, cho nên mình chưa test thử được cái con mới đó, nó cái đam nó to như thế nào. Chưa test được cái đó, là mình phải cần nghiên cứu thêm. Nhưng mà mình nói thẳng luôn nha, meta này Hunter hơi bị mạnh luôn. Mới up Hunter lên 9 Hunter từ 165 đam tăng lên thành 180 đam nha. 165 lên 180 là bao nhiêu? Là 15 đam nữa. Mà bạn nghĩ đi, nó cộng tới 165 đam, mà vãi đái thiệt. Hồi đó 9 Hunter nó mạnh kinh khủng, mà bây giờ nó còn up lên 180, tỷ lệ knockback từ 50% lên thành còn 60%. Rồi bây giờ biết giữ cỡ nào không? Bây giờ Hunter nó đỉnh vãi đái luôn. 6 Hunter cũng được tăng đam nữa, nhưng mà tăng ít thôi. Mình nói thẳng luôn, bây giờ con gấu này mình nói rồi, ở trong nhóm của mình á, hoặc là Discord của mình á, thì mấy bạn biết rồi đó, có gọi là cài cấm của nhà phát hành vô trong đó. Mình nói rồi, bây giờ con gấu tổ á, bây giờ đâu còn 48 đâu, bây giờ là 36, thấy chưa? Rất rõ ràng, cái mình đưa ra là chỉ có chuẩn thôi. Mình nói thiệt luôn, mình với nhà phát hành chơi thân với nhau lâu rồi, lâu đúng không? Làm gì có lúc mà từ lúc ra gấu tổ gì có thằng nào mà có ông nào mà nghĩ tới cái vụ mà giảm xuống 36 không? Chỉ có mình thôi. Ngay từ lúc đầu luôn, mấy bạn coi ra thử cái clip đầu tiên mà mình chơi được gấu tổ á, là mình đã nói rồi, xuống 36 là xuống 36. Cỡ đó thì mới có cửa chơi, chứ còn 48 thì thật sự là hơi khó. 48 thật sự là hơi khó, nhưng mà 36 á thì bây giờ nó cũng không giải quyết được nhiều, nhưng mà chủ yếu là con gấu tổ nó sẽ có một cái lượng sát thương từ khá sớm, chứ không phải là quá phụ thuộc vào những con khác đó, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng bình thường thôi, anh em cứ bình thường chơi gấu bình thường. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ anh em thí dụ hồi trước đi 4 gấu hoặc 5 gấu luôn, để làm gì tích cái nội tại cho con gấu tổ nó nhiều. Bây giờ anh em chỉ cần đủ 4 gấu thôi, không có cần quá nhiều. Không cần quá nhiều thì con gấu tổ nó đã đạt được cái ngưỡng sức mạnh là gọi là nó nhanh hơn. Nếu mà gấu tổ 2 bây giờ mình nói thẳng là khá mạnh. Không biết cái thời gian hồi chiêu lần trước nó giảm đi á, nó giảm đi bây giờ là bao nhiêu, chứ mình không biết. Là lần trước con gấu tổ này thì 2 lần được bấp rồi nha. 2 lần được bấp rồi, rất tội nghiệp cho gấu tổ. Rất tội nghiệp cho gấu tổ, là một con gấu 5 tiền. Nhưng mà từ khi ra nó hơi thọt hơn so với những con gấu 3 tiền còn lại, đúng không? Còn những con gấu 3 tiền lần trước, hồi lúc mà anh em nhớ ra bộ 3 gấu không? Anh em nhớ ra bộ 3 gấu không? Là lúc mà ra ba gấu đó là mấy con kia đó là ba con gấu đó là lúc nào cũng được tăng sức mạnh, giảm sức mạnh không à, là tại vì nó mạnh quá. Tại vì nó mạnh quá cho nên là nó bị giảm sức mạnh không à, nó không có được tăng sức mạnh. Còn con gấu tổ búp hai lần rồi, mà không biết bây giờ có chơi được hay không chứ. Cái thú vị là ở cái chỗ mà bây giờ không biết có chơi được hay không. Nhưng mà sao hai con hai sao rồi, mới hiệp thứ 5 hai con hai sao như vậy rồi sao tụi nó chơi nổi? Ồ khó nhờ, khó đấy. Thì nói chung là đi bây giờ coi cái meta mới này ra, chủ yếu là thêm một con tướng, chỉnh sửa lại một số cái bộ nhỏ nhỏ thôi. Galaxy giảm xuống, không có giảm nhiều. Hồi trước 14 tắc hay 15 tắc gì đó, bây giờ giảm xuống 12, sao bây giờ giảm thêm lần nữa còn 10. Mình nói thiệt, 10 vậy là hơi phế nha. Giảm vậy là hơi phế rồi, hơi quá tay với là Galaxy rồi. Chắc là mình nghĩ là tầm 12 là đẹp thôi, hoặc là giảm xuống thêm một xíu cái lượng mà tăng đam, quên tăng tốc đánh cho nó thôi, chứ bây giờ mà giảm xuống 10 tắc như vậy thì hơi tệ quá. 10 tắc nó đánh có 10 cái là nó đã mắc tốc đánh rồi, thì vậy thì nó lại không tới quá, đúng không? Mình nghĩ là bây giờ 12 là đẹp, nhưng mà giảm xuống xíu để cho nó tích thêm được nhiều chút, chứ còn 10 vậy là hơi yếu. Rồi con tội nghiệp nhất là biết gì không? Con già rùa.
đã không ai thèm chơi luôn, đúng kiểu là không ai thèm chơi luôn, bây giờ còn bị giảm đam nữa. Thôi đó coi, giảm đam thì không giảm đam ở 1 sao mà giảm đam ở 2 sao và 3 sao, nó hơi tệ nha. Và lần trước hình như là mình không nhớ rõ là già lần trước có được búp đam hay không, không nhớ, nhưng mà lần này giảm đam, không hiểu tại sao giảm luôn, tại vì cái tỷ lệ bích của con già này nó hơi thấp, nó không phải là một con quá nhiều người chọn, mà cũng không phải có cái con có tỷ lệ thắng cao nữa, không phải cứ bích là thắng đâu, không phải con có tỷ lệ thắng cao tự nhiên cái bị nép à. Con già nói tao đâu có làm gì đâu, sao tự nhiên nép tao, cũng không hiểu luôn. Cái còn cái cốt trảo thì đương nhiên rồi, cái cốt trảo thì giảm xem sát thương của nó xuống cộng vô nhiều quá. Lúc trước 60 bây giờ giảm còn 50 thì quá bình thường, cái đó bình thường thôi, không có gì hết. Cái đó thì quá bình thường thôi, không có sao hết. Rồi còn thêm con tướng mới thì bạn biết rồi đó. Mình đã công bố thông tin đồ này kia các thứ, skill các thứ trên fanpage của mình rồi. Bạn nào mà chưa theo dõi fanpage thì lên theo dõi fanpage để cập nhật thông tin nha. Thì con tướng mới nó cũng thường thôi, nhưng mà chủ yếu là mình có năm tiền xong vô trong giới hạn truyền thuyết để mình test cho bạn xem thử một dáng để gọi là hiểu rõ hơn về cái con này. Nói chung là không phải là cứ kiểu giống như sao là phải đi bộ đỏ thì anh em mới chơi được, không anh em đi bộ gì anh em kẹp vô cũng được, tại vì nội cái tự thân nó đã mạnh rồi, nó tự thân cái chiêu của nó không cần quan tâm tới đứa nào đó. Nó không cần quan tâm tới nào đó. Tóm lại là cái chiêu của nó thì bây giờ cứ có bộ nào mà anh em có chỗ trống mà nó ra đó, anh em để vô cũng được, dùng là tốt luôn. Thí dụ bây giờ bài này bây giờ mình đi quơ đi, nếu mà na ra 5 tiền mà con đó ra mình kẹp vô cũng đi được luôn, bình thường luôn, không có một cái chút xíu gì gọi là có sao ta, kiểu như là lăng tăng vậy đó, cứ kẹp vô thôi, tại vì nó đâu có cần thiết là phải có bộ hay là cái gì đâu, không mình nói là đủ à, mình nói là quá đủ hả. Rồi đâu rồi, trời đất ơi, bài này thì win rồi, ok không, nhưng mà nói chung á, bài quơ như vậy là khá là ngon, với mình trăm máu nãy giờ chưa mất gì giọt nào nè, bạn thấy ghê không, quá xịn luôn. Thì update mới thì có nhiêu đó thôi, chờ con hôm nay chờ con tướng mới. Mình nói thiệt luôn, không biết về nhà phát hành dạo này sao á, nhà phát hành sao á, bây giờ không đưa lên bản test luôn, đưa mẹ lên bản chính luôn, bây giờ không biết test kiểu gì đây, không dễ. Giờ cái trận đó bây giờ mình đang ngon đây, mình lỡ mình kẹp vô cái mình thua, cái giờ đổ trách ai bây giờ, bạn trách mình thôi. Thì mình muốn test cho bạn xem thì chỉ có cách đó thôi, là phải dùng tính mạng để ra để gọi là test thử. Thì chỉ như vậy thôi, chứ giờ sao giờ đâu còn cách nào khác đâu. Ok, thích thì chơi, nếu mà có giới hạn truyền thuyết thì mình làm trận cho anh em xem thử. Nói chung cũng khá là ok. Mình thấy con đó nó không đến nổi mà cái kiểu giống như là bỏ vô là búp giấy đâu, không tới nổi. Một slot nếu mà có 2 sao cũng khá là ngon. Ừ thì đúng là chưa test, nhưng mà mình đọc cái skill thấy nó hơi khá. Rồi xoay ác gì. Mà thua dáng này sao nghe giống thua lắm nha. Nghe giống thua lắm mà xoay. Rồi thôi chết rồi. Sao Breaker đẩy cái chết rồi. Không chết. Ừ. Mày tao không chết. Tao không chết thì tao thắng. Trời đất con. Hú hồn quá nha bạn. Hú hồn cái hồn còn nguyên. Chút xíu nữa là đi rồi. Tưởng là chết pha đó rồi chứ. Nhưng mà không sao, vẫn win được là tốt. Vẫn win được là tốt bạn ơi. Bây giờ mình up con này 2 sao cái nhẹ, xong mình lấy con Stone Spirit ra, mình để con này 2 sao vô. 2 sao ngon mà. Tận dụng hết, bạn có con nào 2 sao là bạn cứ lụm cho mình. Đừng có sợ gì hết đó. Mình có sẵn 6 chuỗi nè, hiệp thứ 10 cầm 20 tiền khá là ok. Đội hình như vậy thì cũng không đến nỗi là mình kiểu giống như là yếu lắm phải không? Cũng gọi là không phải mạnh nhưng mà gọi là chấp nhận được đi. Hợp lý. Rồi ok, tung lên. Mày hả? Ok, win hiệp quái sao thua được. Đi Warrior mà thua quái thì còn gì để nói nữa bạn. Đúng không? Đi Warrior mà thua quái thì nó là quá sai, không có đúng. Đi Warrior là không có thua quái.
thua hiệp người nào thua cũng được á, tại vì Warrior mà. Bán con này đi nè, bán con này đi được 30 tiền không? Mua hai con Unicorn, thấy vậy chứ nó có lợi nhiều nhiều cái lắm, lâu lâu cái làm được 1 tiền. À, lâu lâu làm được 1 tiền, mình nói thiệt luôn, nhiều ông mới chơi không có biết cái cheat này đâu. À, không có biết cái tip này đâu. À, mình nói nè, hai con Unicorn sao mà lấy một con rui khác up lên á, mua con hai Unicorn thì sao? Có 2 tiền thôi. Nhưng mà bạn up nó lên 2 sao bạn bán được 3 tiền nha. À, bạn bán được 3 tiền nha. Cho ông nào chưa biết luôn, mình nói thiệt mình không có giấu mấy cái chip, cái gọi là mấy cái trick này cho riêng mình xài đâu, mình không cần phải giấu. Anh em nào mới chơi không biết mình nói thẳng luôn cho anh em vậy. Là up lên 2 sao xong bán đi hết cho mình là bạn lời được 1 tiền. Đó. Mình giấu với bạn làm gì không? Phải nâng cao lên chứ, anh em nào cũng phải biết rồi vô chơi nó không bị thọt hơn ta. Đúng không? Ai giấu làm gì không? Ừ. Ok, mua con AC, trời, hai con ngựa. Ờ à, đúng rồi, vụ nên nó nói tới hai con ngựa mới nói con ngựa được búp nha, xong rồi cờ nai được búp nữa. Ồ. Cờ nai cái bản này được búp cái tỷ lệ bậc siêu lên thành kiểu giống như hồi trước là sao? Là nó ít có 65% tỷ lệ bậc siêu nếu bạn bị đánh đúng không? Không, nó kiểu như có 65 bậc siêu trong 2 giây. À, bây giờ thì là 70 thì nó cũng không nhiều, nó cũng không nhiều đâu, nhưng mà 5% vậy cũng được rồi. 5% vậy cũng tốt quá rồi. Cái siêu của cờ nai là hơi bị đỉnh nha bạn, hồi máu nha, có kháng phép nha, có giáp nha, cho nên là cờ nai khá là ổn luôn. Nếu bạn bây giờ bạn đi cờ nai thì cũng khá là ngon, giống như này nè, đó 6 cờ nai nè, trâu không, trâu vải. Trâu vải lên, tại vì nó cái siêu của nó có hồi máu nữa. Hồi mình nói thiệt luôn, cái pha mà update cái siêu mà có hồi máu cho cờ nai á là một pha mà gọi là búp sức mạnh, mà mình nói đỉnh nhất luôn, tại vì cờ nai chưa bao giờ là bộ yếu nha. À, chưa bao giờ là bộ yếu luôn. Ôi thôi toan rồi, thấy không, mà thấy cờ nai mạnh không, nó một sao không á nha. À, nó một sao không á, nhưng mà mình không có đam giết nó, tại vì cái siêu của nó hồi máu kháng phép có giáp luôn, rồi đưa nguyên cái chuỗi thắng cho nó luôn 7 trận. Không sao, bình tĩnh. Ăn được cái chuỗi của mình thì cũng ngon đấy chứ. Mà bây giờ cho 7 tiền, trời ơi. Bây giờ thằng nào cho mình 1 tiền thôi mình cũng cảm ơn gần chết luôn. Cho hẳn 7 tiền, trời ơi, đáng là mang ơn. Không biết bao nhiêu cho kể. Bài gì, bài quơ cũng được. Hay là đi quơ luôn ta. Chắc là để mình xem lại coi. Bài quơ này hơi ấy đó. Ok, trời thằng này cũng một sao không mà đi gấu à. Khá, trời. Mẹ xòe cái này đâu nè. Ôi, hên quá nó mới một sao à. Nhưng mà cũng toan luôn, phải đái. Nó có sát thương phép, xịn quá. Ôi, còn có phong linh nữa, đi demon rồi. Thằng này đi demon giả thú đúng không, nghe quen quen, được. Up cấp thôi. Up 7 luôn nè, chấp nhận bỏ một tiền nâng cao sức mạnh để đấu hiệp 15. Tại hiệp 15 nói chung đội hình này với mình thì chắc cũng không thua hiệp 15, nhưng mà chắc ăn thôi. Bài mình có 50 tiền rồi mà, mình trên cơ ở tụi nó ở chỗ là mình có mỗi hiệp mình có một cái lượng tiền gọi là tiền lãi nhất định, cho nên là mình sẽ hơn mấy cái thằng mà nó hết tiền ở cái chỗ là mỗi hiệp mình sẽ tiền của mình nó sẽ nâng cao lên chút đỉnh, nó không nâng cao lên thêm một chút đỉnh nữa. Ok, trời ơi, thằng này Goblin, ôi, thú vị đấy, Goblin nuôi ngựa luôn, hay, chắc là định đi bộ 66 huyền thoại đúng không? Là để lên top 1, chứ mày nghĩ là mày cản được. Chắc là mới ăn được mình phát à, chắc là để nha, trời, dùng từ thú vị đấy, chắc mày nghĩ mày cản được. Hay, nhưng mà mình có 3 visa đây, nhưng mà cái trận này thiệt luôn á. Bây giờ mình có 3 visa đây mình cũng không biết làm gì hết. Thiệt sự luôn. Thiệt sự là bây giờ mình cũng không biết để 3 visa đây làm gì, bán mẹ đi cho rồi. Đúng không? Bán đi lấy 50 tiền ngon chết. Bây giờ hiệp 15 hồi nãy thì sợ thua chứ bây giờ không. Bây giờ mình level 7, có warrior, có 2 sao các thứ các loại. YouTuber hả? Trời ơi, thôi. Biết thì chịu đi, đừng có giấu. Biết rồi. Đừng có giả không biết. Quen rồi mà. Vả nhau hoài mà lôi.
lại về lại giả vờ không quen. Vậy đó hả? Chà, cằn cằn. Hai bạn tao nói rồi, với cái thể loại mà vậy là không có tập trung chơi được đâu. Mình nói rồi, chơi game đừng có nói nhiều. Ồ, chơi game đừng có nói nhiều. Tại sao? Là nói nhiều là dễ bị gọi là phân tán, gọi là cái sự tập trung lắm, là dễ đi lắm. Mà mạng thì chỉ có một thôi đó, sai lầm nào cũng phải trả giá bằng tính mạng hết nha. Rồi, ok. Được. Áo choàng chút lấy cái hay, trời, Aquaman lên 2 sao. Ngon quá ngon luôn. Up 8, up 9 luôn cũng được, nói thiệt luôn. Bây giờ mình dư tiền, đội hình bây giờ mình có thua đi nữa mình cũng đâu có thua nhiều máu được bạn. Mình đâu có thua nhiều máu được. Mình up 8 sao mình up 9 luôn cũng được. Đi 9 world luôn. Mà đã đi 9 world thì cờ nay có vẻ như mày hơi sai rồi đó. Cờ nay bây giờ mình đi 9 world, mình gặp cờ nay là mình hơi cũng đỡ một chút xíu. Tại vì sao? Nếu mà nó không có rồng á thì mình cũng không ngại lắm. Nếu trừ khi nó có rồng 4 tiền á thì mình còn hơi ngại, chứ còn không thì ok, I'm fine. Trời ơi, thằng này gấu assassin 2 sao. Bò cạp 2. Mẹ, đồ hình chất lượng dữ vậy trời. Ai chơi lại tụi bay thôi, chịu bài mạnh thế. Mà thằng này đi gấu ác vậy, thì bây giờ có gấu assassin 2 rồi. Không biết chắc là đi chút nữa đi 4 gấu luôn gì đó. Thuyền trưởng hải quân nè, up 8 luôn, để thuyền trưởng hải quân vô, thấy chưa? Chấp nhận mất một tiền thì sao? Không nhầm nhò gì hết, chấp nhận mất một tiền luôn đó. Hay là mình bán hai con cui hunter đi ta, bán hai con cui hunter đi cũng chỉ có 46 tiền thôi, đâu có nhầm nhò gì. Thôi. Qua coi cái gì, coi bài mình đi, đừng có coi bài người ta. Đã chơi đánh bài mà coi bài người ta dễ bị ăn đục lắm nha. Thấy chưa? Rồi, coi cái gì, thắng ôi thắng thua quyết định trên bàn cờ hết. Ok, bài đó mình coi rồi. Ok, thằng này ăn được, thằng cờ nai này, nhưng mà thằng này cờ nai yếu thật, chưa tới nó một sao không à. Cũng là thích đi cờ nai đây, thấy nghe bộ cờ nai mới được bóp đúng không, đi cờ nai đúng không? Hiểu mà, hiểu hết. Trời ơi, đó coi A xe sao Breaker. Rồi tạm thời như vậy đi, chứ bài giờ 6 quơ là đẹp rồi đó. Để coi làm ngụm nước cho tỉnh táo rồi. Bây giờ thằng nào mà có 50 tiền thì nói chuyện với mình, chứ còn nào mà ít hơn 50 tiền thì không có nói chuyện. Tại sao? Mỗi hiệp mình có nhiều lãi hơn, mình nhiều tiền hơn. Mình nhiều tiền hơn. Nó mà ngang level với mình á, mà nó hết tiền á, không có tính tiền. Ngang level với mình mà phải còn tiền kìa thì mình mới có cửa nói chuyện với mình, phải không? Chứ mà gọi là ngang level mà hết tiền thì thôi xong. Giống như thằng Đào Quảng. Thằng Đào Quảng bây giờ nó level 8, nó ngang level với mình, nhưng mà mình còn 50 tiền. Nó còn không có cái chuỗi nữa, không biết tự tin ở đâu mà lấy hết tiền up level nữa. Thiệt luôn á, không biết lấy tự tin ở đâu. Tại vì sao? Cái đó là một pha gọi là tự giận. Ngang level bây giờ mỗi hiệp mình có 5 tiền, không biết thắng thua nha. Không biết thắng thua, mỗi hiệp là máy nó cho 5 tiền. Xong rồi 5 tiền lãi của mình nữa là 10 tiền. Mỗi hiệp mình có 10 tiền. Còn nó bây giờ nó thắng thua mình không biết nha. Nó giỏi lắm, nó thắng đi nữa thì nó cũng chỉ có 6 tiền thôi. Đấy không? Một cái thằng thắng thua chưa cần biết mà đã có 10 tiền rồi. Thôi, giỡn hoài. Để con này vô, xong mà mua con heo vô, thay con Starbreaker là chúng ta có 4 đỏ, 6 quơ. 4 đỏ tăng khoảng 450 máu đúng không ta? Đó, 4 đỏ, 6 quơ. Ốc này thì thôi, xin lỗi, không mua. ốc 2 cũng khỏe chứ, đâu phải yếu anh em, nhưng mà không mua. Không mua. Cái để khi khác đi bạn ơi. Cái lần này ta không có chuộng, không có chơi. Nếu mà ao cái pha này mà ra sớm hơn chút xíu nữa thì mình có cửa tính, nhưng bây giờ mình đang có bộ này nó đỉnh quá mà.
6 quơ 4 đỏ là quá đẹp luôn. Bây giờ mình chỉ cần nâng mấy con quơ lên 2 sao thôi là đội hình của mình là quá tuyệt vời, đúng không? Đó, bây giờ up 9 luôn nè. Nè bây giờ tụi nó ví dụ như thằng nào mà không có chuỗi bằng level của mình làm sao đua level lại mình được. Làm sao đua level lại mình được? Mình giờ mình up 9 nè. Nè coi thử coi thằng nào up 9 được. Nào, vậy mà có thằng up 9 rồi nha. Mà một tiền, không biết up 9 rồi còn một tiền để làm gì nữa. Thiệt luôn á, mình nói thiệt luôn, up level 9 cầm 50 tiền á, mình còn thấy trong lòng nó hơi sống sang, không biết là nó có tự tin không á. Up 9 xong rồi còn không còn đồng nào á, vậy mà cũng tự tin up 9 được. Khó chịu thiệt luôn, nhưng cũng hên là mình không có bắt cái chứng bệnh mà gọi là chứng bệnh hoàn hảo á, chứ không mình chửi tụi này chắc cũng no. Mình đã có gọi là sao, mình nói rất nhiều lần ở cái việc là tích tiền à. Tích tiền không phải là bắt buộc anh em phải tích tiền, nhưng mà cái đó là cái cách đơn giản nhất mà anh em đảm bảo cái tính mạng của anh em lâu dài. Tại cái game này đâu phải là cái game thắng bao nhiêu trận đâu, không. Nó giống như anh em chơi Battle Royale vậy đó. Anh em giết 10 thằng, 20 thằng luôn cũng được, 30 thằng cũng được. Nhưng mà anh em vô bo cuối vô 2 thằng anh em bị thua thằng kia là anh em hết rồi, xong. Xong luôn, không có gì. Đó, anh em thua thằng kia là đi luôn. Đó, cái game này cũng vậy. Bây giờ không biết anh em thắng được bao nhiêu bài, anh em mạnh đang mạnh cỡ nào nên mình không cần biết. Nhưng mà về cuối anh em thua là anh em xong luôn. Đúng không? Cho nên là mình phải tính về cuối chứ đâu có tính ngay từ lúc này được. Còn nếu mà anh em nhắm mà để anh em đè được luôn á, đè mà đè chết hẳn luôn á, thế cái làm sao không được á. Bài đã mạnh rồi nói gì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà bài không mạnh, anh em nghĩ là về cuối mình vẫn có cửa thua, thì chỉ có cách là sao? Là kiếm được cái lượng tiền nhiều nhất để làm gì? Xoay nhiều nhất, up level nhanh nhất. Có tiền để mình mua những con 5 tiền, up những con 5 tiền 2 sao hoặc up những con khác lên 2 sao, 3 sao các loại. Để làm gì dễ thắng. Chỉ để dễ thắng thôi. Dễ thôi nha, chứ còn thắng hay không vẫn chưa biết á. Là chưa có gì đảm bảo cho anh em là anh em thắng được hết á. Mà dám tự tin up level 9 để hết tiền luôn. Đó là một sự sai lầm. Sai lầm liền, đúng không? Rất rõ ràng. Trời đất ơi. Khan. Phải như anh ra cái trận khác là em lụm anh rồi. Nhưng mà anh ra cái trận này em không xài. Khổ lắm cơ. Khổ lắm cơ. Đó, bạn thấy bây giờ thằng nào up cấp lại mình đâu. Mình level 9 mình có tiền nè, thằng nào chơi lại mình. Làm gì có cửa bạn. Đó, nhưng mà cái thằng kia không? Có chuỗi, có 50 tiền, có level 9, cái thằng đó mà là cái thằng ghê, cái thằng đó mà là cái thằng vô cuối á. Kailua, cái thằng đó mà là thằng vô cuối á. Cái thằng đó là thằng vô top á, tại vì nó biết gọi là làm kinh tế. Nó không có bị xả tiền. Đó mới là cách chơi. Rồi, trời ơi, bài này sao thua được. Bài này sao thua được bạn ơi. Quỷ ve rồi, thằng kia nó có chuỗi 8 rồi. Ôi, tiền của bây giờ nó nhiều lắm. Tại mỗi hiệp nó có thêm 3 tiền cái chuỗi thắng nữa. 3 tiền cái chuỗi thắng nè, bây giờ nó có 5 tiền. Bây giờ nó có 5 tiền trận, 5 tiền lãi, 3 tiền kia là mỗi hiệp nó có 13 tiền. 13 tiền nha. Nghe thấy muốn bệnh hoạn. Canon Renny được. Nụm luôn, nụm, ok. Canon Renny thì phải lấy chứ. Lấy hết nha bạn. Canon Renny này mình đang có cái trứng nữa. Bây giờ ra cặp Canon cái mình đẩy Canon lên 2 luôn. Vũ khí trấn phái các bạn. Vũ khí trấn phái của mình á. Mình nói thiệt đó, bây giờ được thích thì lấy luôn cho nó cây súng. Lấy cho cây súng luôn. Đó, cây súng bắn 2 tia, đúng rồi, ngon lành. Trời ơi, Siren mua cái nhẹ từ từ. Hey, gấu rồi, ôi này, trời cái này thua đúng rồi ông ơi. Cái này giờ ông gặp tôi ông chỉ có nước mà chết, coi Canon nó bắn kìa. Này thì nè. Ôi ôi, 5 tiền, hết tiền. Thằng này là thằng hết tiền chết rồi. Không biết up 9 làm gì hết tiền. Không biết làm gì, up 9 là hết tiền làm gì. Không hiểu. Nó ôi đùm hay đấy. Xoay tiếp. Rồi xoay tiếp cái nữa cũng được, từ từ. Đang hơi trống chỗ, chắc là phải bán hết mấy con đỏ đi quá để lấy 9 quơ thôi. Không mà 9 quơ cũng không được nữa. Chết cha, quên. Tại vì mình có Canon ở đây, đâu bỏ Canon lấy 9 quơ được đâu, giờ phải up 10. Thôi xong, Canon 2 luôn. Lấy trứng up Canon luôn chứ chợ mẹ gì nữa. Thôi rồi, kiếp này tụi bay coi như bỏ rồi. Kiếp này team bạn coi như bỏ rồi. Lên hẳn Canon 2 luôn mà. Đâu phải up level 9 là khi không up level 9 đâu bạn. Đâu có. Trời ơi, xoay được 2 Canon. Cái này chỉ có nước mà chết thôi. Canon này còn hơi chậm á nha, chưa có mà năng á.
mình mà có ma năng thì bên kia chỉ có nước mà điên với mình. Đà cả nông nó bắn nè, trời nó bắn. Lấy cái này luôn, ghép cho nó cái gậy sét luôn, tích mana cho nó lẹ. Ok, ok. Xong liền, bà già gánh. Canon Renny lánh, bà già bắn máy bay gánh, chạy đâu được nữa bạn. Chắc chắn là bà già bắn máy bay gánh rồi, thạch chùy được nha, thạch chùy đưa cho Canon chút xíu nữa. Hay là mình lấy ra để coi có con nào, có gấu phép nha. Có assassin, có beat cũng không, cũng chắc là lấy cái này thì ghép cho nó cái quyền trưởng mãn xà chắc ăn. Canon không được chết, muốn cái gì cái, nhưng mà Canon không được chết là được. Miễn là Canon còn sống là mình còn ăn tiền. Đó, Canon còn sống là mình còn ăn tiền, cho nên bây giờ mình phải giữ cho Canon nó sống càng lâu càng tốt. Còn đam thì đương nhiên là nó gây ra to rồi. Ai nói Canon đam yếu thì mình tán vỡ mồm rồi đó. Tại vì thằng nói thiệt, Canon đam là to rồi đó, nhưng mà bây giờ phải giữ cho Canon nó sống, với lại nó tích ma năng được càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt thì lúc đó là mình sẽ có một cái con bài mà chất lượng nhất, là bạn thấy bắn không? Nè bắn nè, đó. Trời đất ơi, mà đã trúng cái pháo đó rồi thì chỉ có nước mà khóc thôi. Tại bị Sida luôn các bạn. Tại bị Sida đánh đâu có nổi, yếu luôn. Lúc đó là tụi nó quay low motion liền. Thấy không? Nó yếu liền, bị mà Canon bắn trúng thì thôi, xong, kiếp này bỏ luôn. Giống như Fallen Witcher 3 sao bị Canon bắn mà bạn thấy nó low motion mà thấy chán luôn á. Thấy mà chán luôn á. Khó chịu. Bây giờ mình up 10 luôn nè, thấy không? Bây giờ mình up 10, mình để con chó vô nữa cái là mình chín quơ. Đó, giờ thằng nào cản mình được nữa. Cản mình được nữa. Tiền mình dùng nó, mình làm gọi là từng khớp từng nhịp luôn các bạn. Khớp từng nhịp luôn á. Đúng kiểu là mình khớp từng nhịp luôn á. Nó vừa khít phải không? Mình tiền mình gọi là tính toán nó từng ly từng tí luôn, từng đồng luôn á nha. Vẫn bắn được anh tiêu là rất tốt. Hên là bị doom nhưng mà vẫn bắn được anh tiêu nha. Thằng này cũng đi quơ hả? Ôi đi quơ như vậy thì cỡ mày không có cửa. Cỡ mày không có tuổi. Nó nhầm nho gì? Đi warrior mà dưới màu của mình là dở rồi. Đi warrior dưới màu người ta là thấy thua rồi. Đúng không nè, đó chính quơ cả nhẹ xong luôn. Xong luôn. Đấy, trời siren, mua siren luôn cũng được nữa. Giờ mua siren để đây đi chút xíu nữa, mình có dùng cái cùng lắm bỏ chính quơ thôi, mình lấy cái này để mình thêm xe khống chế với lại hai kháng phép. Không biết là có thằng nào đi phép không? À không thằng nào đi phép vậy thôi. Mua để đây cho vui. Mua để đây cho vui thôi chứ Canon không bắn được hết. Trời ơi Canai chết rồi. Canai này thì thiên địch của nó, Canai là Canon Renny. Canon Renny bắn nè. Trời ơi con rồng của nó Sida luôn, bắn con rồng Sida luôn mà. Trời ơi tội nghiệp thiệt. Xong luôn. Chán thiệt. Đó không? Đi nuôn một thằng rồi. Đưa thêm tóc đánh cho Canon Renny là không có sai. Bây giờ trứng rồi ôi. Hơi quá đáng đó. Trứng bây giờ up cái gì? Up Doom 2 chăng? Doom 2 cũng được, nhưng mà mình nghĩ Doom này dù có Doom hay không Doom gì chút xíu nó cũng tự ra. Thằng này đi gấu rồi, bạn thấy không? Thằng Kailua đó là cái thằng vô với mình giờ gọi là chung kết rồi. Tại vì mình nhìn thấy bài của nó từ nãy rồi. Mình đã thấy nó cách mà nó tích tiền với lại nó up level là mình biết thằng này thằng này được, thằng này vô được. Thằng này có đủ lực nó bật lên. Mà hai ông kia xài vậy chứ nói nhiều không có tập trung liền, mình nói rồi, nói nhiều là không có tập trung được đâu. Nói nhiều là không có tập trung được đâu, chết liền. Đúng không? Mất cơ hội liền. Bắn nè. Trời đất ơi, Canon Renny không giết được thì làm sao ăn đây? Kailua vô chung kết nhưng mà mày dưới màu tao rồi. Tiếp tục xoay, bây giờ mình có chú quỷ nữa nè, dữ dằn nè. Chó mua. Chó hai, trời đất ơi, chó lên dữ vậy ta, chó muôn con, hai cặp cái muôn con nữa lên 2 sao luôn. Heaven Real 3 sao, con gấu 2 tiền 3 sao rồi. Fallen Witcher 2, kiếm sĩ cáo lửa rồi, đi mình giả thú đúng không? Đi mình giả thú gặp Canon là chỉ có khóc thét. Đúng không? Đi mình giả thú mà gặp Canon là chỉ có quỳ xuống. Mà đã vậy còn thua level người ta nữa, chơi kiểu gì được bạn ơi. Đây rồi, gặp ngay ông này luôn. Bắn nè, Canon bị bắn sụi luôn nè.
Fallen bắn sụi liền, Fallen bị bắn sụi liền, trời đất ơi. Một mục tiêu đã bị hạ, tiễn luôn chắc. Ôi ôi, 25 máu, đau như chó luôn. Hay quá, lấy cái giảm thời gian hồi chiêu cho con Canon Renny. Lấy luôn cái này luôn, Canon còn sống là được. Miễn là Canon còn sống là được bạn. Ôi ôi, hay, good boy. Ôi, cái gì đấy? Bán mẹ con này đi, kéo con này vô cái. Rồi, bây giờ có cái thạch chùy mình còn đồ mình chưa chọn đó, tại mình muốn chọn theo lựa chọn tình huống. Bây giờ mình chưa thấy cửa thua của mình, mình thấy cửa thắng của mình sáng vậy đó. Có thêm hai cục mana, cái Canon Rani nó hồi mana hơi bị ghê luôn. Rồi xong rồi, giảm thời gian hồi chiêu nữa thì niệm. Rồi xong luôn. Ôi Dark Spirit được nha, triều Long Quyết luôn chứ sao giờ anh em, đúng không? Ép cái rù Long Quyết luôn, đúng rồi. Kiếm gãy nè, trời ơi, được hai kiếm gãy này nữa, hay là ép thêm một cái súng nữa ta. Trời ơi, được quá nha. Chơi như vậy thì có nó hơi ác đúng không ta? Bắn vậy chắc đau lắm. Tội nghiệp cái thằng này thì bây giờ nó giống như cái bia tập bắn vậy đó bạn. Rồi nó giống như cái bia tập bắn cho mình vậy đó, bắn nó chỉ đứng im thôi. Đứng im và chịu trận thôi. À thằng này cũng ghê nè, kẹp hai con đắc vô tính ăn quơ đúng không? Nhưng mà tao quơ là chỉ để gọi là trưng bày thôi. Quơ là để trưng bày thôi. Nhưng mà cái hàng khủng của tao là Canon nè. Làm sao giết được con Canon này mới là vấn đề. Thằng này nó chưa nhận định được vấn đề phải không? Nó tưởng như là mình đi thắng nó là gì quơ, đâu có. Quơ là chỉ là quơ thôi. Ta cái con Canon Jenny này mới là vấn đề nè. Mày làm cách nào mà giết được con Canon này nè. Đó, bây giờ mình lấy cái súng mình ép thêm cho cây súng nữa luôn. Đó, hai súng. Trời, một nỏ một súng. Hai tay hai súng như vậy thì chết. Chịu gì nổi bạn ơi. Trời ơi, đùm. Hôm nay lấy cái búa xét nè, hay búa xét hay kiếm gãy, hai cái kiếm gãy cũng được, nhưng mà Canon vậy là được rồi. Có búa xét là đam nó to hơn chút xíu thôi. Nè, nhưng mà chủ yếu là mình muốn cho nó mà năng ồ coi. Mà thấy nó bắn như vậy được không? Đó, chính quơ chỉ là gọi là phong bạc thôi. Chính quơ chỉ là phong bạc thôi. Con ác chủ bài là nằm ngoài sau đây nè. Làm cách nào giết được con Canon này mới là vấn đề nè. Không, phong bạc thôi. Thấy không, tao nói rồi, nói nhiều là đi mà, không có tập trung. Chơi là phải tập trung chứ, nói nhiều chi vậy. Đi luôn, ôi hay quá, Dark Spirit luôn. A xe luôn, trời không để giờ lấy trứng úp A xe lên 3 sao. Ôi đắt 2 luôn, chất lượng. Nhưng mà để bố mày không dùng. Vậy đó, lì Mr. Tôm, tuổi tôm. Trời ơi, nấy tiền bạn ơi. Trời hay quá, bắn nè. Trời bắn nè. Ôi bắn nè. Ôi. Bắn tới đâu rụng tới đó như vậy thì xong. Xong. Bắn tới đâu rụng tới đó mà bạn. Bắn phát 23 máu. Ôi Canon nữa luôn. Mua luôn, rụng luôn. Hay cái này luôn mới giữ chứ. Thằng nào cho hai kiếm gãy đi luôn mới chất lượng, bây giờ làm cái kiểu gì đây không biết nữa. Doom nè, trời lấy cái này ra bớt, đưa cho thuyền trưởng hải quân bớt cũng được, sử dụng cái này luôn. À Ace Tutka cũng được, cũng khá đấy, bán con này đi luôn, mua Tutka vô. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời chú quỷ, bỏ luôn, không có thèm dùng. Ok. Có hai con Tutka nữa mới ghê đi chứ. Nhưng mà thằng này dáng này nó thua mẹ nó luôn rồi. Nào cái này bắn rồi đó không? Canon nè, ai giết được Canon bây giờ mới là vấn đề nè. Bây giờ giống như là bài toán là ai thông minh hơn học sinh lớp 5 nè. Một con Canon thôi giải quyết hết vấn đề luôn rồi. Hết vấn đề, hết nước chấm luôn. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Nhớ like fanpage để cập nhật thông tin game mới nhất nha. Cảm ơn mọi người, nhớ lại một like và đăng ký đó. Hey, call. Hey, call. Hey, call.
tired.